Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các bạn động tác đánh phối hợp đánh động tác giữa đấm và chỏ, đó là động tác đánh số 1, số 2, số 3 và đánh chỏ sau, đánh chỏ tay sau kết hợp đánh gió và đánh với cái bích đấm là phạt amin. Sau đó sẽ practice với cái bao. Mình sẽ đánh chậm và nhanh trước và sau đó chậm để các bạn nhìn rõ hơn. Đánh 1, 2 và 3 và sau đó vô đồng chỗ sau mình đứng được hai kèo, mình đánh trên tiếp sau để mình hết 1, 2, 3 và chỗ 1, 2, 3 và chỗ mình sẽ làm nhanh hơn. Đại chứ ba, có nghĩa là mặt mặt má và tại sao mặt mặt má và tại sao. Ok, chào các bạn.